Đại tá Đinh Văn Nơi hé lộ 4 đường dây mua bán người sau vụ trốn khỏi casino. Tối ngày 22 tháng 8, trao đổi với phóng viên, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ việc 42 người Việt tháo chạy từ casino Campuchia về Việt Nam, cơ quan công an bước đầu xác định được 4 đường dây mua bán người liên quan. Theo đó, quá trình xét hỏi số công dân nói trên, họ khai nhận thông qua không gian mạng và người quen, họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao. Sau khi được đưa đến các casino, những công dân này mới nhận ra công việc họ làm không như lời hứa. Họ cho biết, hàng ngày bị các đối tượng ở casino ép lên mạng lừa đảo người khác nạp tiền, đánh bài qua mạng. Dù bị ép làm việc vi phạm pháp luật, nhưng nếu làm không đủ chỉ tiêu chúng giao, số công dân này sẽ bị những người ở casino đánh đập, trừ lương, thậm chí không trả lương. Chưa dừng lại, bọn chúng còn ép các nạn nhân liên hệ với người nhà mang tiền đến chuộc. Có những người bị bán qua lại các casino làm việc. Từ những bức xúc đó, số công dân trên bàn bạc tìm cách tháo chạy khỏi casino về nước. Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, quá trình ghi lời khai số công dân tháo chạy từ casino bên Campuchia về An Giang, công an tỉnh bước đầu ghi nhận các dấu hiệu của tội phạm mua bán người và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Từ đó, công an An Giang tiến hành điều tra, phát hiện 4 đường dây mua bán người xuất hiện ở các tỉnh thành, móc nối với số đối tượng ở Campuchia đưa lao động người Việt vào các casino lao động bất hợp pháp. Hiện công an Campuchia đang phối hợp với công an An Giang, cùng các ngành chức năng tỉnh hoàn thành các thủ tục trao trả 11 công dân còn lại qua đường ngoại giao. Lực lượng chức năng hai nước sẽ phối hợp mở rộng điều tra các đường dây mua bán người, tổ chức đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép, ông Nơi khẳng định.